các bạn đã quay trở lại với YouSports Channel. Và trong video ngày hôm nay, tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số bài tập để rèn luyện thể lực và cải thiện thể lực trong khi chơi bóng. Trước tiên, các bạn cần phải hiểu rằng thể lực không phải là một yếu tố tiên quyết để quyết định một cầu thủ bóng đá giỏi, nhưng thể lực là một yếu tố cần để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong một trận đấu. Và tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 bài tập cơ bản để các bạn có thể cải thiện thể lực của mình. Hãy cùng luyện tập chúng nào. Việc rèn luyện thể lực không khác gì khi chúng ta thi đấu một trận đấu bóng đá, vì cường độ hoạt động của nó khá cao, cho nên là chúng ta cần phải khởi động kỹ các cơ, các khớp để tránh gây ra những chấn thương ngoài ý muốn. Các bạn có thể coi lại quá trình khởi động đúng cách của tụi mình trong video trước. Sau khi đã khởi động xong thì chúng ta sẽ cùng bước vào bài tập đầu tiên. Thì nhiều người thường nghĩ là việc rèn luyện thể lực sẽ là việc chúng ta chạy 2-3 cây số. Tuy nhiên đó chỉ là cách để tập thể lực nền mà thôi. Bởi vì mỗi một trận đấu bóng đá chúng ta sẽ có một cái cường độ di chuyển và vận động thay đổi liên tục. Và cái việc chạy bền đó sẽ không thể khiến cho chúng ta thích nghi được với trận đấu bóng đá. Và trong ngày hôm nay thì bọn mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái bài tập mà sẽ có cái cường độ thay đổi, cái cường độ vận động thay đổi liên tục như vậy để các bạn có thể chơi được một trận đấu hoàn hảo nhất. Trong bài tập đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy 4 nấm chiến thuật được đặt ở trên sân thành một hình vuông. Và nếu như không có những cái nấm này thì các bạn cũng cứ yên tâm, các bạn có thể dùng quả bóng, dùng giày hoặc dùng dép gì đó, miễn là xếp được một hình vuông như thế này. Mỗi cạnh sẽ vào khoảng 7-10 mét. Và các bạn sẽ có một bài tập, đó là chúng ta sẽ chạy vòng quanh 4 chiếc nấm chiến thuật này. Ở lượt chạy đầu tiên, chúng ta sẽ chạy với một tốc độ bình thường xung quanh 4 cạnh, vòng qua các nấm. Và chúng ta sẽ chạy bình thường trong lượt chạy đầu tiên. Bắt đầu lượt chạy thứ hai, ở cạnh số 1 chúng ta sẽ tăng tốc đến cạnh số 2, sau đó tiếp tục chạy với một vận tốc bình thường y như vòng đầu đến hết các cạnh còn lại. Và cứ như vậy đến vòng thứ 3 chúng ta sẽ chạy tăng tốc ở cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai. Vòng sau nữa chúng ta sẽ tăng tốc trong vòng 3 cạnh và đến vòng cuối cùng chúng ta sẽ chạy đủ một vòng tăng tốc quanh 4 chiếc nấm chiến thuật này. Bài tập nhìn qua thì có vẻ là rất nhanh và cũng đơn giản. Tuy nhiên thì nếu thử chạy một lần, các bạn sẽ cảm thấy nó có một cái tốc độ bảo sức rất là kinh khủng. Và nếu như chưa quen thì chúng ta có thể chạy như vậy từ 1-3 lần. Và nhớ là giữa những cái lần chạy như vậy thì chúng ta cần phải thả lỏng để nghỉ ngơi, để thích ứng. Một cái nguyên tắc chung khi mà chúng ta rèn luyện thể lực là chúng ta phải cố gắng hết sức để vượt qua được một cái ngưỡng giới hạn của bản thân. Tuy nhiên là cũng phải biết là mình đang ở đâu và đừng cố gắng quá mức để đến mức mà sau khi chúng ta tập xong được 1-2 vòng mà lăn ra xỉu thì không hay. Kết thúc bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ đến với bài tập thứ hai. Thì đây sẽ là một cái bài tập với một cường độ vận động rất nhanh và liên tục. Chúng ta gần như sẽ không có một quãng thời gian nghỉ. Ở trong bài tập này thì chúng ta sẽ xếp thành 5 điểm côn chiến thuật thành một đường thẳng như thế này. Và chúng ta sẽ bắt đầu chạy tăng tốc. Lượt chạy đầu tiên chúng ta sẽ tăng tốc từ điểm chạy đầu tiên đến bước thứ hai, chạm vào côn này và chúng ta tăng tốc quay ngược trở về vị trí đầu tiên. Sau đó đến lượt chạy thứ hai, chúng ta sẽ rời lên đến chiếc côn trên này, rồi sau đó lại quay về điểm ban đầu. Tiếp tục như vậy đến côn thứ tư và côn thứ năm. Lượt chạy cuối cùng các bạn bắt đầu từ điểm côn cuối cùng và quay về điểm đầu tiên là các bạn hoàn thành hết một lượt chạy. Và chúng ta cũng sẽ giống như bài tập 1, chúng ta sẽ chạy khoảng từ 1-3 lần. Và sau mỗi lần chạy thì chúng ta phải cảm nhận thử xem là cơ thể của mình có còn cố gắng được hay không và có thể thích ứng được với khoảng bao nhiêu lần chạy. Và một cái lưu ý nữa, đó là chúng ta sẽ thường là không kết hợp hai cái bài này lại với nhau, mà là chúng ta chỉ lựa chọn một trong hai bài vào thôi. Thật ra nếu như các bạn muốn kết hợp cũng rất là khó, tại vì
chạy xong một bài như thế này khoảng từ 1 đến 3 lần là thông thường là đã rất là đuối và không thể nào mà tập thêm những cái bài khác được nữa rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với bài tập cuối cùng, một bài tập với cường độ cũng như là cái tốc độ khá là nặng. Và nếu như mà duy trì được cái bài tập này thường xuyên thì thể lực của chúng ta sẽ lên rất là nhanh. Ở cái bài tập này thì chúng ta sẽ bắt đầu chạy tăng tốc từ vị trí cuối sân của một sân bóng mini, là sẽ rơi vào khoảng cái quãng đường chạy của chúng ta là khoảng 40 đến 50 mét. Chúng ta sẽ chạy tăng tốc từ phần đầu sân sang đến phần cuối sân. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ 20 giây. Sau đó chúng ta lại tăng tốc từ cuối sân về đầu sân, tiếp tục nghỉ 20 giây. Chúng ta sẽ chạy như vậy trong vòng 5 phút. Và kết thúc 5 phút, chúng ta sẽ nghỉ 2 phút. Sau khi nghỉ 2 phút xong, chúng ta sẽ chạy lại một lần nữa y hệt như vậy. Và sau khi kết thúc 2 vòng chạy như vậy là chúng ta đã hoàn thành được bài tập. Và cái bài tập này chúng ta có thể tập 2 tuần một lần để cải thiện thể lực. Và khoảng từ 1 đến 2 tháng thì chúng ta sẽ cảm nhận được một sự khác biệt rất là rõ ràng. Và đó là một số những bài tập để cải thiện thể lực của các bạn, cũng như là để mọi người có thể lấy lại được thể lực sau quãng thời gian nghỉ Tết với quá nhiều đồ ăn và những cuộc vui chơi. Các bạn hãy cố gắng để duy trì khoảng 2 đến 3 buổi tập trong vòng mỗi tuần. Và mỗi lần tập các bạn duy trì trong khoảng 15 đến 20 phút. Trong khoảng 1 đến 2 tháng thì các bạn sẽ cảm nhận rõ rệt được cái việc và thể lực của mình được cải thiện như thế nào. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy tiếp tục ủng hộ bọn mình bằng việc bấm subscribe Sport Channel cũng như là nút chuông để không bỏ lỡ những video trong tương lai. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.